Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Audio. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm cục tẩy thuộc thương hiệu là Ramsa. Tên model sản phẩm là W1100. Cách đây khoảng 2 tuần mình mới có về một lô gồm 20 sản phẩm là Ramsa 1100. Nhưng bây giờ mình đã bán hết, bây giờ chỉ còn là duy nhất là một sản phẩm thôi các bạn ạ. Và hiện tại mình đang bán sản phẩm này với mức giá là 3.100.000 đồng và bao ship toàn quốc. Anh em muốn mua thì có thể liên hệ số điện thoại và Zalo để được mình tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và cục tẩy này thì mình xin giấy phép được giới thiệu sơ qua các bạn, mình đã có rất là nhiều video làm về cục tẩy này rồi. Cục tẩy này có công suất lên đến tận 480W. Có thể nói đây là một cục tẩy tốt nhất trong cái tầm giá của nó mà các bạn không ở nào và tìm ra được cái sản phẩm nào hay hơn được cục tẩy này. Thưa các bạn, đây công suất của nó là 480W nha các bạn, điện 100V. Và hiện tại thì mình đang phối ghép cục tẩy này với cặp loa là Coran. Đây là cặp loa 4 tấc và có 7 đường tiếng của Nhật. Cặp loa này là cặp loa mà có giá lên đến tận 17.500.000 đồng. Mình phối ghép với cặp loa 4 tấc là vì nếu các bạn mình đánh với cặp loa này và các bạn mà thấy là nó đã ra được hết chất âm của cặp loa này thì các bạn sẽ phối ghép với cái cặp loa của các bạn thì nó sẽ cặp loa mà 4 tấc trở xuống thì nó vẫn sẽ đánh ra hết được cái chất âm của cặp loa của các bạn. Đây các bạn, mời các bạn cùng nghe. Đây mình mới mở một nấc nhỏ nhỏ nhất thôi nha các bạn. Đây theo như tai mình nghe được thì loa đã đánh rất là hay, phát chép rõ ràng. Đây, như các bạn thấy thì sản phẩm này đã đánh ra được hết chất âm của cặp loa Coran 1000 năm 4 tốc và 7 đường tiếng. Đây các bạn thấy đấy, chất âm bass của cặp loa đánh ra rất là lượt luôn. Các bạn mua này về để nghe nhạc và hát karaoke cái thằng bé R cũng rất là ok luôn. Chất lượng thật các bạn ạ.
Đây các bạn, khi các bạn mua sản phẩm thì mình sẽ tặng luôn cho các bạn một đầu jack 6 ly nha các bạn. Đây, đây là đầu jack của nó, jack 6 ly nha các bạn. Đây, cái này các bạn mua rẻ một bộ ở ngoài thị trường thì giá cũng là lên đến tận là 50.000 một bộ đó các bạn. Đây, cánh quạt của nó đang quay. Rồi các bạn thấy sao về sức mạnh của cục đẩy Ramsa WB1100 thì hãy để lại bình luận bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã dành rất nhiều thời gian theo dõi video của Nhật Audio. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy like, share và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những lần tới.